Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục An toàn đời sống. Thưa quý vị khán giả, cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng và thi công các công trình tại Bắc Cạn ngày càng cao. Để đáp ứng thị trường, các đơn vị hoạt động khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, hoạt động tại các khu vực khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng luôn tiềm ẩn các nguy cơ về mất an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian qua, dưới sự tuyên truyền, kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, các công trình xây dựng đã từng bước chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn. Trong chuyên mục An toàn đời sống tuần này, mời quý vị khán giả cùng chúng tôi theo dõi vấn đề này. Khai thác đá là một nghề đặc thù đòi hỏi yêu cầu cao về an toàn lao động do liên quan đến việc sử dụng các vật liệu nổ. Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Hạ tầng đang tiến hành khai thác đá tại mỏ đá Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, luôn chú trọng đặt công tác an toàn, vệ sinh lao động lên hàng đầu. Tại kho lưu chất nổ, luôn trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, chống sét và bảo vệ môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Người lao động tại mỏ thường xuyên được tập huấn, hướng dẫn và trang bị các thiết bị đảm bảo an toàn. Thì hàng năm thì có bổ sung tất cả những cái thiết bị về an toàn lao động và có tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động và công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Thường xuyên mời các cái đơn vị chức năng, ví dụ như là bên an toàn lao động và bên phòng cháy chữa cháy lên để tập huấn tuyên truyền. Công ty lấy cái đảm bảo an toàn nên làm hàng đầu. Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 2 doanh nghiệp được kinh doanh cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, 17 doanh nghiệp hợp tác xã được cấp phép sử dụng vật liệu nổ phục vụ khai thác khoáng sản và thi công các công trình xây dựng. Toàn tỉnh hiện có 33 kho chứa vật liệu nổ công nghiệp với tổng công suất là hơn 110 tấn thuốc nổ và phụ kiện nổ. Vật liệu nổ được sử dụng trong quá trình khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng, khai thác quặng. Việc sử dụng vật liệu nổ trong sản xuất vật liệu xây dựng yêu cầu phải đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt về trang thiết bị, đặc biệt là yêu cầu đối với con người trực tiếp liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vì tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Qua công tác kiểm tra cho thấy, đa số các đơn vị đã chú ý đến vấn đề an toàn trong quá trình sử dụng. Đối với đơn vị mình, phòng cháy chữa cháy nổ hàng năm là thường xuyên là kết hợp với bên phòng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Cạn là tập huấn cho tất cả cán bộ, anh em công nhân trong công ty. Với lượng thuốc nổ thì của kho như kho của bên công ty Đồng Nam này là tối đa nhất là chỉ được 2 tấn theo thiết kế của kho. Với các cách sắp xếp theo quy chuẩn của nhà nước đề ra, đảm bảo kho là luôn luôn khô thoáng, sạch. Để đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự xã hội trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, ngoài việc siết chặt quản lý của các cấp, ngành chức năng, thì mỗi đơn vị sử dụng cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản. Trong xây dựng, gạch là vật liệu không thể thiếu đối với mỗi công trình. Thực hiện chuyển đổi từ mô hình sản xuất gạch thủ công sang sản xuất gạch theo công nghệ cao. Hiện nay, tại các nhà máy gạch nung Tuy Nen và nhà máy gạch không nung trên địa bàn tỉnh đang tạo việc làm hiệu quả cho nhiều lao động địa phương. Tại nhà máy gạch Tuy Nen Hà Vị đang có hơn 60 lao động làm việc. Bên cạnh nâng cao sản lượng, đơn vị cũng đặt công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh cho người lao động lên hàng đầu. Đối với công ty thì chúng tôi là thực hiện là cũng là rất là nghiêm túc về cái việc là các cái chỉ thị của chỗ ban ngành nhà nước, rồi là các cái nghị quyết của hội đồng quản trị, cấp phát đầy đủ hết các cái phương tiện rồi thiết bị bảo hộ, rồi là các cái biển cảnh báo ở các nơi, các cái vị trí và các cái tiêu lệnh chữa cháy đầy đủ hết. Việc thực hiện chấp hành thì tương đối là đầy đủ. Tuy vậy, trong quá trình sản xuất gạch, công nhân phải chịu nhiều ảnh hưởng từ tiếng ồn, bụi, nguy cơ tai nạn từ các dây chuyền máy móc, nguy cơ cháy nổ. Qua đánh giá, đa số các lao động địa phương đều thiếu tay nghề, chưa được đào tạo bài bản trong việc sử dụng máy móc, vận hành dây chuyền hay trang bị đầy đủ kiến thức về phòng tránh tai nạn lao động. Bắc Cạn xác định ngành công nghiệp vật liệu xây dựng đóng vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế. Mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ phát triển sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng chủ yếu của tỉnh và tiến tới đưa các sản phẩm vật liệu xây dựng có thế mạnh của tỉnh ra các tỉnh lân cận. Do đó, an toàn, vệ sinh lao động cần được các ngành, các cấp và các đơn vị đặc biệt quan tâm. Quá trình sản xuất của nhà máy thì nhà máy luôn luôn quan trọng vấn đề an toàn lao động và vệ sinh lao động.
Đấy, nói chung là nhà máy cũng đã cấp bảo hộ lao động cho bà con anh chị em ở đây để làm công nhân lên làm để làm việc cho tốt, và cái môi trường lao động là dùng nước sạch, ăn sạch. Đấy, và cái môi trường lao động phải sạch, sạch sẽ, hạn chế bụi bặm. Tuy rằng môi trường lao động trong cái nền sản xuất gạch thì nó cũng có một cái nhiều số vấn đề, nhưng mà nhà máy cũng tạo điều kiện và cũng coi như là dùng mọi biện pháp để làm hạn chế tối đa về vấn đề là đảm bảo để đảm bảo hạn chế cái độ bụi độ giếc cho bà con làm việc cho nó an toàn trong môi trường hoạt động tốt. Đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất vật liệu xây dựng không chỉ là trách nhiệm bắt buộc mà còn vì sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp. Bởi công nhân có an toàn mới bảo đảm năng suất, chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu. Cùng với quá trình sản xuất, thi công, công trình xây dựng là công việc đòi hỏi nhiều yếu tố đảm bảo an toàn lao động. Tại công trình thi công cải tạo, sửa chữa và khắc phục tình trạng ngập lụt trường Trung học cơ sở Bắc Cạn, hàng chục lao động đang làm việc để kịp yêu cầu tiến độ của công trình. Đa số công nhân đều được trang bị đồ bảo hộ lao động, đảm bảo các điều kiện về an toàn. Việc kiểm tra, giám sát tại các công trình đang thi công luôn được các chủ đầu tư chú trọng thực hiện. Trước khi khởi công xây dựng thì nhà thầu thi công phải lập phê duyệt cái biện pháp tổ chức thi công, thì trong đó thì có quy định cụ thể về cái biện pháp đảm bảo an toàn về người như máy móc thiết bị về công trình. Đối với cái biện pháp đảm bảo an toàn cũng như nội quy về an toàn lao động thì phải được thể hiện cụ thể tại công trường công khai để mọi người biết và thực hiện, và tất cả trên công trường các vị trí nguy hiểm đều phải có cảnh báo đề phòng. Về nhân công xây dựng cũng như người điều khiển máy móc thiết bị phải được tập huấn về an toàn lao động cũng như phải có bảo hộ lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tại các công trình xây dựng luôn tiềm ẩn các nguy cơ tai nạn như ngã từ trên cao, vật rơi, tai nạn do hào, rãnh, điện giật, cháy nổ, chấn thương do hóa chất, bê vác vật nặng. Do vậy, thời gian qua, ngành chức năng đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động và chủ sử dụng lao động với nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị của cơ quan doanh nghiệp, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, áp phích cho công nhân với các thông điệp về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời tổ chức rà soát, kiểm tra lại các máy móc, thiết bị, vật tư theo yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, từ đó giảm thiểu các vụ tai nạn lao động xảy ra. Trong cái các dự án khi lập đã có cái phân tích và có cái quá trình thực hiện thi công thì từ đầu thì cũng trong cái hồ sơ dự thầu thì cũng các đơn vị cũng đã lập cái về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường. Thì cái trong hồ sơ dự thầu là có, và những cái trong chỉ đạo thì có hẳn một đơn vị tư vấn giám sát, quản lý giám sát về tiến độ, về chất lượng, về vệ sinh môi trường. Vì vậy là công tác đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, an toàn lao động là được thường xuyên được lãnh đạo cũng như các đơn vị tư vấn quan tâm và chỉ đạo sát sao. Công tác an toàn vệ sinh lao động có vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động. Khi các tai nạn lao động được giảm thiểu xuống mức thấp nhất, thì người lao động sẽ yên tâm làm việc, từ đó giúp các đơn vị ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, đóng góp cho tăng trưởng xã hội và tạo việc làm bền vững tại địa phương. Đến đây thì chuyên mục an toàn đời sống cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.